Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, cái đầu tiên của tập này có mã số là 471. 471 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây này đã sống khỏe lâu rồi nha, cây này đã thùng lâu rồi, mình mới cắt gọn lại á. Mình mới cắt gọn lại luôn nha. Này, mình mới cắt gọn lại đây. Cây này form thiên nhiên rất là già luôn, tay cành rất là già luôn. Cây này có hoành 20, cây cao là 52. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 650k bao ship luôn nha. Cây rất là đẹp. Form thiên nhiên rất là đã luôn. 650k bao ship. Chì tàn rất là già luôn. Cái này về mình thay cái chậu nữa là ok thôi nha, bầu rất green luôn. 650k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 472. 472 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây này sống khỏe luôn nha, tàn thiên nhiên rất là già luôn. Cái này mình mới cắt gọn lại thôi. Cây một cốt form thiên nhiên. Cây này có hoành 12, cây cao là 42. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship luôn nha. Nhỏ mà có vỏ luôn. Cây này về mình lên cái chậu mỏng mỏng nữa rất là đẹp. Cây rất là già nha. Nhìn cái form thiên nhiên rất là mê luôn. 450k bao ship. Rồi vừa xin qua cây này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 473. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây một cốt tàn thiên nhiên rất là già luôn nha. Cây sống khỏe lâu rồi. Cây này có hoành là 15, cây cao 50. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship luôn. 450k bao ship. Chỉ cần rất là già luôn. Đế ok luôn nha. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 474. 474 là một cây hải châu. Đế trải luôn nha. Đế trải luôn. Lỗ thép. Cái này sống khỏe rồi. Nhiều tay cành rồi. Cái này về mình làm form nó hơi bay bay qua một bên là ok luôn nha. Cái này hai thân chung cốt luôn. Cốt hoành ngay chỗ này. Mình đo là 38. Còn xuống nữa thì nó to hơn nha. Cây cao là 65. Đang nằm chậu lọt lòng. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 3000k bao ship luôn nha. Hải châu lá nhỏ. Đế đẹp. Đế ok luôn. Đế nè. 3000k bao ship. Hải châu. Cốt rất là to. Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn. Rồi giờ vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 475. 475 là một cây hải châu lá nhỏ tàn green thiên nhiên. Chi tàn rất là già luôn nha. Cây này form thiên nhiên luôn. Rất là đã. Cái này về mình chỉ sang cái chậu đẹp nữa là ok thôi. Nó ở dạng cụm liền cốt luôn nha cả nhà. Đây dạng cụm liền cốt. Mình đo từ đây qua này là cái hòn là 40. 40 hơn. 42. Cây cao là 43. Tán rộng là 90. Đang nằm chậu nuôi, chậu xi măng. Cái này là mình nhổ ra nha. Nếu ai có giao lưu thì mình sẽ nhổ ra. Mình sẽ gửi cái bầu ở trong này thôi. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 3000k bao ship luôn nha. Rất chi là đẹp. Cái này mà tới mùa nó đậu trái thì thôi rồi luôn nha. 3000k bao ship. Hải châu là một dòng chơi bonsai rất là tiềm năng và rất là đẹp khi mà cây nó mang trái nha. Cái dòng mà nó già như thế này thì nó dễ ra trái.
3.000k bao ship. Cái này lên cái chậu mỏng mỏng nữa cũng rất là đẹp. Tán thiên nhiên hết rồi. Cái này về mình chỉ việc mình trưng bày nữa thôi, chứ không có làm gì nhiều, không chỉ cắt tỉa sơ sơ nữa thôi. 3.000k bao ship. Nhìn trái hải châu nó giống như những hòn ngọc ở trên cây vậy, rất là đẹp. Rồi giờ xin qua cây này luôn. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 476. 476 là một cây quýt rừng form thiên nhiên. Cây này đã thuần chậu rồi nha. Cái này mình cũng đã lọc gai lọc chi rồi. Về mình chỉ việc mình sang cái chậu đẹp nữa là ok thôi nha. Chi tàn rất là già luôn. Mình đã lọc chi lọc gai rồi hết rồi. Còn cái chỗ nào chưa ưng ý thì về mình lọc thêm nữa thôi. Cây một cốt form thiên nhiên. Cây này có hoành 21, cây cao là 65. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 40. Cái này về mình có thể mình xén lại bớt nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn. Quýt rừng form thiên nhiên, chi tàn rất là già. 1.500k bao ship. Cái này về chỉ việc mình sang cái chậu nữa là ok thôi nha, chứ không có tỉa gai tỉa râm gì nhiều nữa. Tại vì cái công đoạn đó mình đã làm rồi. Rất là đẹp. Cái này mình lên chậu mỏng á, nhìn hơi bị ghiền luôn. Rồi giờ xin qua cây này luôn. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 477. Là một cây quýt rừng form thiên nhiên, thùng chậu luôn nha. Cây này mình đã tỉa gai tỉa dâm rồi. Mình chỉ việc là mình sang cái chậu đẹp nữa là ok thôi. Chị dâm rất là đã luôn, rất là già luôn. Cây này 3 thân chung cốt luôn nha. Tổng hoành là 23, cây cao 60. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 39. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn nha. Cái này về mình lên cái chậu mỏng nữa là đẹp tuyệt vời luôn. Chị tàn rất là già. Một ngàn năm trăm k bao ship. Rồi vừa xin qua cây này luôn. Rồi vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 478. 478 là một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này có 1, 2, 3 cái thân này nó bị khô nha, khô lũa rồi, còn lại là thân sống hết. Cây này một cốt luôn form thiên nhiên. Cây này có hoành là 27, cây cao là 80. 27 cây cao 80. Hơi tối chút xíu nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 650k bao ship luôn. 650k bao ship. Cẩm thị một cốt form thiên nhiên. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.